Chúng ta nói chuyện với nhau. Tất cả chúng ta ở đây có một số người đang ngưỡng mộ ông Thích Minh Tuệ, đúng không quý vị? Nhưng quý vị tính một điều, Nguyễn Phương Hằng tôi còn quốc là không bao giờ được. Vì tôi nói thật, có ghét tôi, có hận tôi cũng phải phục tôi. Vì đến giờ lúc này tôi đang ở trên đỉnh cao, không lý do gì tôi cắm mặt xuống đất. Thả tôi rồi được chơi. Cái này thì con đồng ý với cô này. Hiện tại cô đang ở một cái đỉnh rất là cao luôn ha. Từ tiền tài danh vọng, tất cả mọi thứ, cô là một CEO của Đại Nam mà đúng không? Tổng giám đốc công ty Đại Nam. Và được rất nhiều người yêu mến. Cô đang ở trên một đỉnh cao, đỉnh rất là cao. Nhưng mà cô quên mất một điều. Núi cao còn có núi cao hơn. Đúng không cô? Sư Minh Tệ không biết cô là ai. Và Sư Minh Tệ cũng chẳng biết cần biết cô là ai luôn. Nói thẳng, cô có chửi, có mắng gì Sư Minh Tệ, Sư Minh Tệ cũng chúc cho cô hạnh phúc. Có thẳng một điều nữa nha. Cho nên á, cô kìm lại kiểm sự cảm xúc đi, kìm lại lời nói đi ha. Công mong lần tới và những lần mà live stream tới, cô sẽ kìm nén lại cảm xúc nha. Chứ còn một khi mà ở trên đỉnh cao mà nó rớt xuống, trèo cao té đau lắm cô.